lại đi uống sữa dầm thạch dưa hấu và nghe chuyện tâm linh, chơi trốn tìm bị ma giấu. Bà nội tôi kể thời xưa thì quanh nhà toàn là cây cối không, mà đặc biệt là bụi tre, bụi trúc rất là nhiều. Bà với mấy đứa trong xóm rủ nhau chơi trốn tìm, tới khi đi tìm thì đứa nào cũng bị tìm ra hết, duy nhất một đứa không ai tìm ra. Sau đó bà tôi sợ quá chạy về nhà báo với ông cố và kêu mọi người đi tìm. Tìm từ trưa cho đến 6 giờ tối mà vẫn không tìm ra nó. Ba mẹ của nó khóc quá trời khóc. Mấy ông bà cụ mới nói chắc là nó bị ma giấu ở đâu đó rồi. Bây giờ cầm nắm muối vừa đi vừa rải. Bắt đầu mọi người chạy về nhà lấy muối, vừa đi vừa ném thật mạnh vào các bụi cây và gọi tên của nó. Thì ném vào khoảng 5 đến 6 bụi cây thì mọi người đã phát hiện nó nằm trong cái bụi trúc kia. Mà hồi nãy bụi trúc đó mọi người đi qua rồi, tìm rồi mà không có thấy nó đâu hết. Tìm được nó rồi, ba mẹ nó mừng lắm và hỏi tại sao con không kêu lên. Nó nói nó có thấy mọi người đi tìm nhưng mà nó la lên mẹ ơi, ba ơi, mọi người ơi, mà không có ai nghe và trả lời nó cả. Nó vừa đói vừa mệt nên đã ngủ thiếp đi. Những cái bụi trúc bụi tre to thường có oan hồn ẩn náu, chơi không cẩn thận bị nó giấu mất xác.